xuất phát lên đường nè cả nhà ơi. Hôm nay tiếp tục là hành trình giao bằng xe gắn máy của anh em mình. Chúng ta đi một xe gắn máy, một xe ba gác hay gọi xe lôi đó, với một xe tải. Tại vì qua đường nhỏ nên bắt buộc là phải đi xe lôi để lòn qua. Xe tải đi đường lớn ở ngoài thôi. Mình sẽ đi hỗ trợ nữa. Đây chiếc ba gác đây. Chúng ta giao khu vực Long Xuyên nha. Cái đường mình đang đi qua đây gọi là đường Đức Thành. Khu này do công ty Đức Thành hỗ trợ đầu tư rất là nhiều cả nhà. Phía sau mình xe tải cũng đã tới rồi đây. Cả nhà xem video nhớ like share giùm mình nha. Rồi đã tới cầu qua mương, giờ đang tháo ra để đẩy qua mương cả nhà. Phải tháo xe ra mới đẩy nó qua cái cầu nhỏ xíu này, là giới hạn chiều cao ở trên nó không cho xe tải xe ô tô qua nên phải khiêng cực lắm. Rồi qua đường này nữa thì xe tải thì thua chắc cú rồi, đường này nhỏ xíu rồi cả nhà. Đấy luôn. Qua đường nhỏ. Mình vô đường nhỏ rồi thêm cái đường nhánh nhỏ nữa cả nhà ơi, quá chừng luôn. Vô cái đường nhỏ xíu xíu xe ba gác mà chạy còn lắc nè. Ghê không? Rồi, tới nhà rồi. Cả nhà cùng theo chân anh em mình nha. Từ. Rồi. Đang chắc đồ vô cả nhà. Cả nhà xem nha, mình khiêng đồ cái. Mới có một xe đầu tiên thôi mà một đống lót luôn rồi cả nhà. Đang chắc lót lên bây giờ chở cái xe kia vô nữa. Xe kia còn lại mấy món nữa. Nhà trong quê cả nhà. Con đường nhỏ xíu xíu luôn. Qua cái cầu này mà không cúi đầu nó quất vô đầu một cái bung liền. Cây ngang nó hấp trùng rồi cái nhà. Mình mà không tiếu thì rồi cái xe tải đang đậu đây. Mình đang chuẩn bị chặt đồ qua. Tủ chân mình vừa mới gấp xong rồi cả nhà.
có hai ngăn ba khoảng và hai hộc với một đèn ở trên. Tại vì nãy chở là phải gỡ ngăn với gỡ cánh ra hết, còn bây giờ mình đang lắp nó vô lại với lại câu điện. Câu gì điện vô cho chúng nhà người ta xài vậy, hộc tủ để đồ dưới cho tiện. Mẫu này là mẫu nhỏ, kích thước rất là nhỏ cả nhà, nó gọn khô à. Còn đây là giá giỏng thao lao, cổ thao lao là 100%. Cái này cũng có 2 triệu mấy nha, mượn tủ với thì cũng rẻ. Hai thợ trong đây thì đang gắp tủ áo xong dựng lên, rồi tới gắp cái giường. Đây là giường thao lao, giá nó cũng tầm 6 triệu mấy. Còn tủ áo này cũng là gỗ công nghiệp, giá nó cũng mềm. Nói chung nhà này xài hàng vừa xài thôi, chứ không phải xài hàng cao cấp nữa cả nhà. Cũng có vài triệu thôi, 5 triệu mốt à. Rồi, video của mình đến đây tạm dừng. Thì mình theo chú xe ba gác về trước. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Miếng giá.